cảm ơn lời giới thiệu rất là ngọt ngào của MC Ngọc Bích rất là nhiều. Và đến với chương trình văn nghệ ngày hôm nay thì Quảng Minh xin phép gửi đến tất cả quý vị khách quý một bài hát mang tên Chung Một Bến Đò. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Vâng, qua lời bài hát này thì Quảng Minh cũng chúc cho Quang Phi cùng với Mỹ Hằng được long phục hòa bình, sắc cặp hỗn hợp và trăm năm hạnh phúc. Xa rời.
vị có thể dành tặng cho MC Hoàng Minh một tràng pháo tay thật lớn không ạ? Xin được cảm ơn giọng hát tuyệt vời của anh rất là nhiều. Cũng xin được cảm ơn những cành hoa thân thương mà quý vị dành tặng cho ca sĩ của chúng tôi ạ. Và món quà âm nhạc tiếp theo được gửi cho quý vị quan khách cũng như được gửi tặng cho Đuyên Ương, xin được mời tiếng hát của MC Ngọc Vân ạ. Quý vị có thể dành tặng cho Ngọc Vân một tràng pháo tay thật lớn không ạ? Và sau tiếng hát của Ngọc Vân thì xin mời cô Mỹ Lệ chuẩn bị ạ. Chào Vân Vân và thưa quý vị, trong buổi tiệc ngày hôm nay thì em cũng xin được phép gửi tặng đến tất cả quý vị quan khách một ca khúc cũng như là góp vui cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Lúc trước là em cũng nghe đồn á, Bầu Phi là thường người ta kêu là anh Bầu Phi mà khoai to đúng không? Dạ đúng không mấy anh? Dạ, cho nên là bây giờ là thôi em không chút gì nhiều hơn thôi. Bây giờ 2 năm thì ba bé được rồi, sương sương ba bé được rồi nha anh nha, đừng nhiều nữa nha anh nha. Bây giờ thì cô sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị quan khách nhạc phẩm Tình Yêu và Thủy Thủ. Nếu mà thấy nghe ổn ổn dễ thương chút xíu, ủng hộ cho em ly bia tinh thần nha quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Xin được cảm ơn tiếng hát tuyệt vời của em rất là nhiều ạ. Và món quà âm nhạc tiếp theo xin được mời tiếng hát đến từ cô Mỹ Lệ ạ. Mời cô tiến về phía sân khấu ạ.